là ngày 32 của các bé. Hôm nay thì sữa mẹ cháu tên là Sữa Sữa và các bé Cún đua nhau ăn luôn nhỉ. Đua nhau ăn. À, cháu ăn cháu sao đây? À, cháu sao đây? Con bé này cứ làm sao ấy mà nó cứ khổng khẹt ấy. Hả? Mẹ Sữa Sữa xem nào, nó bị sao ấy, khổng khẹt ấy. Còn đây, bây giờ các bé Cún là ăn uống sữa với mẹ, tranh nhau với mẹ, uống chanh với mẹ rồi. Nó uống chanh với mẹ cháu rồi. Uống đi để đỡ phải uống bú ti mẹ. Sữa ra uống cùng con đi. Sữa uống để cho chúng nó bắt chiếc chúng nó uống. Sữa nó dạy cho các con nó rất là nhiều kỹ năng, cho nên là trộm vía cháu mới được 32 ngày tuổi nhưng mà biết nhiều lắm, biết rất nhiều thứ luôn. 32 ngày tuổi tự uống sữa, tự uống nước cháo, tự leo lên bậc cao như thế kia kìa. Đấy, trèo lên đủ lít nhau lên. Đấy, bậc này nó trèo được này. Đấy, giỏi lắm, không biết bừng lít nhau lên cơ. Biết hờn dỗi, biết quát mắng như da trò. Sữa uống nốt đi con. À, con không uống á? Con không uống thì để Vani uống nhá. Để chồng Vani uống nhá. Vani ơi. Sữa ơi. Sữa ơi, bố Hưng chưa đi về. Tối bố mới về con. Tối bố mới về. Sữa phần cho Vani đúng không? Chúng cháu ăn rồi chúng cháu ngủ đây ạ. Mai chị Ngọc lên rồi nhỉ. Sáng sớm mai mẹ cháu về đón chị Ngọc sớm. Còn hôm nay là đã đi đã dọn phòng được cho chị Ngọc rồi nè. Đã, bé cũng đã trả lại cho chị Ngọc phòng rồi nha. Và tiếp theo là gì nhỉ? Các bé Cún đã chuyển ra ngoài bên ngoài ban công rồi nè. Ra phòng ngoài ban công này. À, phòng của bé Cún ở ngoài cũng được quay rất là cẩn thận và ấm cúng này. Để tránh các bé bị ho. Đấy, đây, chuồng của các bé đây. Đã được quay ra ngoài đây rồi. Đó, các bác ơi. Chuồng của các bé Cún đấy. Quay rồi nhỉ. Quay cho nó ấm cúng nhỉ, kín nào. Không thì sợ các thời tiết này trời buổi tối nó vẫn lạnh. Đấy, đó, có cái ga này, chùm này. Đấy, còn không lúc nào không ấy thì sẽ hất lên, còn lúc nào lạnh thì lại thả xuống. Đó, đẹp không? Chuồng của chúng cháu đẹp không các bác ơi? Đó, đây các cháu bây giờ chuyển ra ngoài ban công để trả lại phòng cho chị Ngọc rồi. Đây chị Ngọc, phòng chị Ngọc đóng kín rồi nhá. Vani ra ăn nốt sữa đi. Vani chuyên gia để ăn sữa thừa của vợ con. Thương lắm, ngoan lắm ấy. Bây giờ mỗi một ngày là các bé Cún này là ăn hết khoảng một gói sữa, một gói rưỡi sữa Biomil for Pets. Và ăn thêm 3 bữa thức ăn nữa, 3 bữa thịt hoặc là gan. Đó, hôm nay Nhung hỏi được rồi, các bé ăn gan với phổi cũng rất là tốt, cho nên là tối nay mẹ cháu sẽ đi mua gan với phổi cho chúng cháu nha. Tối nay đi mua luôn để sáng ngày mai mẹ cháu phải đi về quê sớm. Đáng lẽ ra hôm nay mẹ cháu sẽ về quê từ hôm nay này, thế nhưng mà hôm nay còn phải dọn lại phòng cho chị Ngọc này. Cho con gái Diệu Ngọc. Sữa bảo là em trả lại phòng cho chị rồi nha. Em và các con, vợ chồng em và các con em là trả lại phòng cho chị Diệu Ngọc rồi nha.
Mẹ đã dọn lại sạch sẽ cho chị rồi nha. Và tiếp theo đó là đi mua túi để lồng hết chăn ra, nóng lực cất đi này. Đấy, xong rồi tiếp theo là đi mua đồ ăn để sáng ngày mai đi sớm thì không có thời gian để đi chợ. Đó. Thì bố của Diệu Ngọc thì cũng đã nghỉ 3 ngày để đưa con đi nhận phòng và đưa con đi thi rồi chuẩn bị hồ sơ để cho Diệu Ngọc ra ngoài này. Thì thôi, mẹ Diệu Ngọc thì cũng cố gắng dành cho con nhỉ. Mẹ Diệu Ngọc dành cho con ít nhất là 2 ngày, để một ngày để dọn dẹp phòng cho con này, rồi một ngày để đón con ra nhỉ. Tất cả các em, các bé bé rất là yêu chị Ngọc nhỉ. Mong chờ chị Ngọc ra nhỉ.